Cơn bão số 10 hồi tháng 9 vừa qua đã làm cho hàng trăm cột điện bê tông trên địa bàn Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị gãy đổ. Những cột điện đổ được đúc bê tông với một phần lõi thép hình chữ V đã khiến cho nhiều người dân hoài nghi về chất lượng của các cột điện này. Vậy thực hư những chiếc cột điện này đã được đưa vào sử dụng như thế nào? Ghi nhận của phóng viên VTC. Tuyến cột điện đi qua tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh đã bị đổ trong cơn bão số 10. Phần bê tông bọc ngoài bị vỡ để lộ ra kết cấu thép. Trong đó có nhiều cột được làm bằng những thanh thép hình chữ V. Thì sau khi cơn bão xảy ra thì theo đánh giá thống kê chúng tôi thì cột điện trung thể chúng tôi đã bị gãy đổ trên 700 cột và riêng trên địa bàn Kỳ Anh thì có hơn 400 cột. Số cái chỗ cột điện đi qua vùng ngập lụt rồi là nền đất yếu, đặc biệt ở vùng ven biển ở huyện và thị xã Kỳ Anh ấy, thì có nền đất yếu, rồi là vùng qua vùng đầm tôm, rồi là chính vì vậy là với cái cường gió bão lớn như thế, rồi thời gian dài thì nó gây tác động đến gây gãy đổ cột. Có 18 cột làm bằng thép hình chữ V trong tổng số 700 cột điện bị gãy đổ trong cơn bão số 10 vừa qua. Theo đại diện công ty Điện lực Hà Tĩnh, số cột điện hình chữ V này do công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Vinh đóng tại Nghệ An sản xuất theo thiết kế. Đơn vị này trước đây do một doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng tại tỉnh Nghệ An. Thời điểm năm 2012-2013, công ty Formosa Hà Tĩnh đã đặt hàng xây dựng hàng trăm cột điện theo thiết kế lõi thép hình chữ V để phục vụ cho dự án này. Cái cột chữ V này đã được thiết kế và được sản xuất ra và có cơ quan là thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng thuộc Trung tâm Quan sát và Kiểm định đảm bảo chất lượng và họ sản xuất theo đúng cái chất lượng này. Theo Điện lực Hà Tĩnh, trước đó trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng cột điện gãy đổ. Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện thép lõi bên trong cũng bằng chữ V.